Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu mixer của Behringer nữa. Thì đây là cái mẫu Sanic Q1204 USB. Thì cái bàn này nó có 8 cây ngõ vào, 4 cổng mono và 4 cổng stereo. Bên cạnh đó nó tích hợp cái giao diện USB. Thì chúng ta có thể kết nối với máy tính để thu âm cũng như là phát lại nhạc. Bên cạnh đó chúng ta có thể tải rất là nhiều cái hiệu ứng âm thanh trên website của hãng xuống để chúng ta có thể chỉnh sửa âm thanh được bằng cách kết nối với máy tính. Thì đây là một cái mẫu mixer khá là nhỏ gọn, thì chúng ta có thể sử dụng cho các cái ứng dụng như là phòng họp nè, hội trường, quán bar, hoặc là chúng ta cũng có thể dùng để thu âm tại nhà cũng được. Đây là hàng chính hãng của Behringer, có COCQ hóa đơn đầy đủ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết cái mẫu mixer này nhé. Ok, thì đây là cái bàn mixer Sanic Q1204 USB của thương hiệu Behringer, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng của Đức. Thì đây là cái vỏ hộp với một cái thiết kế khá là quen thuộc của Behringer. Ở trên này nó có ghi là mixer cao cấp này, 12 ngõ vào với cái phần rè mix của Sanic, kết hợp compressor, lựa chọn không dây và giao diện kết nối USB. Đây là chính hãng của Behringer, có COCQ hóa đơn đầy đủ. Thì nó sử dụng cái 3 band EQ Neo Classic Britain của rất là nổi tiếng của Behringer. Ok. Thì khi các bạn khui thùng ra thì nó sẽ đi kèm cho chúng ta sách hướng dẫn, rất là nhiều thứ tiếng và một cái sợi dây nguồn. Thì đây là cái bàn Sanic Q1204 USB, thiết kế khá là nhỏ gọn, rất là đẹp. Đặc biệt là cái fader này nhìn như là các cái fader của các cái bàn kỹ thuật số, rất là đẹp, rất là êm nữa, chạy rất là êm. Đây là cái fader này dài 60mm, thiết kế rất là nhỏ gọn. Đây là các cái khe để thoát nhiệt, dưới có các cái chân su để chống chày. Một cái gam màu khá là quen thuộc của Behringer. Ok, thì giờ mình sẽ giới thiệu sơ một tí các cái phím chức năng trên này. Nó có 4 ngõ vào mono và 4 ngõ stereo. 4 ngõ mono thì nó giống nhau. Nó có 4 cổng canon này, 4 cổng line. Đây là 4 cái cổng low cut để lọc tần số thấp đó. Nó sẽ lọc từ 75Hz trở xuống, cái độ dốc là 18dB trên octave. Rồi đây là gain. Dưới này là phần com 3EQ 2 ốc. Thì nó làm sẵn một cái ốc để FX này, FX. Thì nếu chúng ta kết nối với cái FX bên ngoài thì chúng ta sẽ dùng cái nút này để chỉnh cho FX từng cây. Cái bàn này nó không có FX, nó phải kết nối với FX rơi ở ngoài. Đây là nút ba lăng trái phải. Dưới này là nút kho tiếng, mute, fader, các cái đèn báo mute và đèn clip. Thì đặc biệt cái cổng 1 và cổng 2 này nó sẽ có thêm một cái cổng USB này nữa. Thì nếu chúng ta xài cái bộ không dây của Behringer thì nó có một cái bộ thu rất là nhỏ gọn như một cái USB vậy. Chúng ta chỉ cần cắm cái đó vào cái lỗ này thì chúng ta sẽ chỉnh hai cái kênh 1 và kênh 2 này cho hai cái mic không dây đó, rất là nhỏ gọn, không cần phải dây kết nối rườm rà gì cả. Nó sẽ mặc định thành cái đường 1 và đường 2 này thành hai cái đường mic luôn, rất là tiện. Ok, đó là 4 cái đường mono. Còn 4 cái đường stereo. Thì đây là hai cặp stereo đây.
5, 6, 7, 8 thì nó sẽ không có cái cổng Canon nữa, không có gen, không có com. Còn lại các cái nút phía dưới này thì nó cũng giống nhau. Trên này thì nó có hai cái cặp stereo optic tune và offset, thì chúng ta có thể kết nối với các thiết bị bên ngoài như là những cái FX rời đó, một cái cổng để gửi đi và hai cái cổng để trở lại. Và sẽ giữ hai cặp này, bên này có hai cái cặp hai chắc, chúng ta có thể kết nối để thu âm, ghi âm, và chúng ta có thể đưa nhạc vào để mà phát nhạc từ máy phát nhạc hay là iPod gì đó từ vào hai cổng này. Dưới này nó có một cái nút phone để kiểm tra âm thanh. Đây là các cái volume để chỉnh cho các cái offset cũng như là off-retune. Phía nối dưới này nó có các cái nút để cho hai chắc này, cổng 34, cổng 34 dưới này thì nó đây là cái cổng chỉnh cho hai cái ngõ ra 34 phía sau. Đây là volume cho cái phone và control room mount. Đây là hai fader tổng. Đèn báo hiệu. Ok, thì đó là cái mặt trước của bàn mixer này, khá là đơn giản thôi, rất là đẹp. Đó là cái mặt sau. Mặt sau thì nó có cổng nguồn này, nó có cổng nguồn, nó sử dụng mà nguồn dải rộng, chúng ta có thể găm điện từ 100 đến 240. Đó là công tắc nguồn, công tắc nguồn ảo phantom 48V để chúng ta có thể sử dụng cho các cái mic điện độc. Đây là hai cái cổng ra chính. Đây là hai cái cổng 34 thì chúng ta có thể sử dụng như hai cái cổng rút vậy. Rồi đây là hai cái cổng control room mount. Thì hai cái cổng này chúng ta có thể dùng để tự gắn hai cái loa kiểm âm, kiểm âm để trong phòng thu đó đó. Đây là cổng USB, chúng ta có thể kết nối với máy tính để thu âm cũng như là phát nhạc. Chúng ta có thể tải các cái ứng dụng, các cái phần mềm chỉnh sửa âm thanh trên website của Behringer về để cho chúng ta có thể dùng để thu âm, chỉnh sửa nhạc, vân vân. Ok, rất là đẹp, nhỏ gọn. Thì cái bàn này chúng ta có thể sử dụng cho phòng họp này, hội trường, quán bar, hoặc là chúng ta có thể dùng để thu âm tại nhà, khá là đẹp, nhỏ gọn, đặc biệt giá cũng khá là mềm. Ok, thì mình vừa giới thiệu qua cho các bạn về cái mẫu mixer Scenic của Behringer Q1204 USB. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái sản phẩm này tại cái đường link website bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.